Trong phần trước, Vũ Cảnh đã giao thủ với Thiên và bị đánh nằm sấp mặt. Nhận ra không phải là đối thủ của kẻ này, Nam Chính lập tức bỏ trốn, vậy nhưng ý định kia bị Minh Tộc biết được và bọn họ lập tức chế nhạo. Không thể nói lý với đám người này, Vũ Cảnh chỉ biết thầm chửi rủa, ngay cả mạng sống cũng mất thì còn nói gì là đại nghĩa. Đại lực huy quyền hô hào các huynh đệ cầm vũ khí lên cùng nhau chi viện cho đại tướng. Nghe vậy, Vũ Cảnh liền lao tới ngăn cản. Mấy vị đại tướng ngu xuẩn thì thôi, đám này cũng muốn đi chịu chết, về nhà đoàn tụ với người thân không tốt sao? Đại lực huy quyền lập tức gạt tay Vũ Cảnh sang một bên. Hắn trước lúc tham quân đã ly biệt với người nhà, không thành công, không sống trở về. Chỉ có lật đổ thần quyền, người nhà mới có ngày sống yên ổn. Rất nhanh các chiến sĩ cũng lao lên, miệng hô to dù có chết cũng không làm đảo bình. Về phần Thiên, đứng trước sự vây công của nhiều vị đại tướng, hắn vẫn thản nhiên đứng yên một chỗ. Hàn Phong lấm lẫm sử dụng ra băng phong biến Thiên thành món thịt tươi sống. Tung hành thiên hạ, Tử Vong Nhãn Thần và Đại Cật Tứ Phương đồng loạt nhân cơ hội đó lao lên định một chiêu tất sát. Tuy nhiên, Thiên rất nhanh đã đánh tan lớp băng bao phủ bên ngoài thân thể. Sau đó dùng huyết mâu đánh xuống đất một kích làm mọi thứ xung quanh vỡ vụn. Chưa kịp hoàn hồn thì huyết mâu đã đánh về phía Hàn Phong lấm lẫm, buộc anh phải giơ đao lên ngăn cản. Tung hành thiên hạ cũng lao lên lấy cứng đối cứng, đọ sức mạnh với Thiên, nhưng chỉ sau một cú chạm đã bị đánh bay ngược về phía sau. Vũ Cảnh chứng kiến được tất cả, cậu vô cùng bực bội. Việc làm của Minh Tộc là phải giữ được tính mạng, trở về lập kế hoạch khởi nghĩa tiếp theo, chứ không phải hy sinh vô ích như thế này. Xem ra giữa cậu và bọn họ thực sự không phải người cùng đường. Bản thân cậu không có hứng thú đi chết với đám người Minh Tộc đó. Bạch Thái sau khi biết suy nghĩ của Vũ Cảnh cũng vô cùng bối rối. Lời của cậu nói cũng có lý, còn đánh tiếp nữa thì e rằng mọi người sẽ đều về với đất mẹ mà thôi. Tuy cả bốn lấy nhiều đánh ít, chiêu nào chiêu nấy tung ra đều là chí mạng, vậy nhưng Thiên vẫn dễ dàng đón đỡ, sau đó bón hành lại cho cả ba ngập mồm. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, tung hành thiên hạ lao lên không trung và lấy hết sức mình tụ lực. Những người khác hiểu ý nên lập tức lao lên ngăn cản Thiên nhằm tranh thủ thời gian cho người huynh đệ. Rất nhanh, chiêu thức cũng tụ xong, linh hồn bạo liệt sát với khí thế áp bức chém thẳng xuống. Kết quả là bị Thiên né tránh ngay lập tức, thậm chí quay lại phản công khiến cả ba lần nữa bay ra chấn nát mọi thứ. Lúc này Thiên đã tức giận, hắn ném ra huyết mâu đâm thẳng tới vị trí của Tử Vong Nhãn Thần. Cũng may Hàn Phong lẫm lẫm kịp thời cứu ra, nhìn thấy mọi thứ đã không thể cứu vãn, Bạch Thái càng buồn hơn. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy kết cục này. Vũ Cảnh tới an ủi, kết cục đã không thể thay đổi nữa rồi, giữ tính mạng là quan trọng nhất. Vân Trung Tử đỡ lấy Lý Tịnh, Khổng Tước đỡ lấy Tử Vũ, tất cả bọn họ đều nghe theo lời Vũ Cảnh rời đi. Tuy nhiên vừa bước đi được vài bước thì giọng nói của Tùy Phong Khởi Vũ vang lên gọi Vũ Cảnh dừng lại. Nàng không phải đến để ngăn cản cậu rời đi, mà là đến để làm nốt công việc cuối cùng Nghịch Thiên Nhành đã nhắc nhở, đó là đua thanh đao vĩnh hằng chi xạ cho cậu. Nhìn vào thanh đao, Vũ Cảnh cũng vô cùng thắc mắc, sao hắn ta lại muốn đưa mệnh khí cho mình? Bản thân cũng không hiểu cách sử dụng trường đao nên vốn dĩ không thể cầm nó để chiến đấu. Điều này Tùy Phong Khởi Vũ cũng lắc đầu bó tay, hiện tại đồ cũng đã bàn giao xong, nàng phải quay lại cùng với các huynh đệ kể vai chiến đấu. Về phần Thương Bạch Bích Kiểm, trong lúc các đại tướng đang ta sống người chết với Thiên thì nàng ta lại kêu gào khóc than cho Nghịch Thiên Nhi Hành. Hóa ra là đang đau khổ vì mất đi người mình yêu, còn chưa kịp thổ lộ thì người đã không còn nữa. Tức giận, nàng lập tức bạo phát sát ý quyết báo thù rửa hận, rất nhanh thân hình cũng biến đổi rồi lao lên. Các đại tướng khác cũng góp phần tham gia. Năm người đồng loạt lao tới tấn công, đánh nhanh và kết thúc cũng nhanh. Thiên vùng ra một đường huyết mâu làm cả đám bay ra, nhìn sự cố chấp của mình tộc, cánh tay Vũ Cảnh nắm chặt thanh đao. Tôn Nghiêm sau, khi bản thân còn nhỏ, cậu đã rất sợ hãi khi lần đầu bị đám lính uy hiếp. Cậu cho rằng dân chúng đúng là đáng đời, vừa rồi còn suýt chút nữa bị bọn họ giao cho Chu Bình. Cậu cũng cho rằng đám dân chúng đó chỉ là lũ rác rưởi, chịu khổ là đúng. Tâm Nguyệt Hồ khuyên nhủ không nên nghĩ như vậy, sẽ có một ngày cậu sẽ hiểu ra phụ thân hôm nay vì sao phải chiến. Tới đây thì cậu cũng hiểu ra tất cả những điều này đều là vì hai chữ Tôn Nghiêm. Nghịch Thiên Nhi Hành cũng vậy, mà Thuyết Huyết Vô Song và Cục Hung Cường Ác cũng vậy. Biết rõ dù không thể cũng phải chiến, đám người này đều giống như trụ vương. Tuy nhiên, cách duy nhất lúc này chỉ có thể làm là giữ được tính mạng thì sau này mới có cơ hội đoạt lại tôn nghiêm. Nói rồi Vũ Cảnh quay xe rời đi. Vừa đi được một đoạn thì vũ khí trên tay có dấu hiệu phản ứng. Một luồng linh hồn cực mạnh từ bên trong vĩnh hằng chi xa bộc phát và rất nhanh đã lan lên người Vũ Cảnh. Không thể phản kháng cũng không thể buông tay, Vũ Cảnh chỉ biết đứng một chỗ run rẩy. Rất nhanh thì Nam Chính cũng về với đất mẹ, thân thể từ từ ngã xuống, những người khác thấy vậy lập tức chạy tới. Bạch Thái cảm thấy Vũ Cảnh đã mất đi linh hồn, Khổng Tước cũng kiểm tra một lượt và quả nhiên là như vậy, hoàn toàn không còn thở và nhịp tim nữa. Tình trạng này chẳng khác nào người đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ đều không biết.
thứ duy nhất biết được đều là do thanh đao này gây ra. Khổng Tước cầm đao lên kiểm tra một lượt, trong đó nhất định có bí mật gì đó. Mệnh khí của nghịch thiên nhi hành là vũ khí hiếm thấy trên thế gian. Vậy nhưng, ngay khi Vân Trung Tử vừa ngó lại gần quan sát, thì thanh đao đã bị nứt ra và bị vỡ vụn hoàn toàn. Về phần Vũ Canh, cậu tỉnh lại ở một nơi xa lạ, xung quanh u ám lạ thường. Bên trong làn gió có xen lẫn mùi hôi thối, bên tai là âm thanh côn trùng bay xào xạc chói tai. Nhớ lại những lời Bạch Thái đã nói, cậu rất nhanh cũng nhận ra nơi này chính là địa ngục, nơi cư trú của Minh tộc. Đột nhiên có vô số linh hồn bay tới gần Vũ Canh làm cho cậu hoang mang. Chưa kịp biết đó là cái gì thì mặt đất đã rung động, phía đằng sau cánh cửa xuất hiện một thân ảnh to lớn. Nhìn thấy thứ đang di chuyển kia, Vũ Canh tò mò rốt cuộc đó là thứ gì. Đột nhiên một giọng nói vang lên giải thích, đó là một vị cựu thần. Nghe âm thanh này, Vũ Canh ngay lập tức nhận ra đó chính là Nghịch Thiên Nhi Hành. Nghịch Thiên Nhi Hành sẽ quay lại trong tập tới. Vậy nhưng tập này thì đã hết rồi, và video của mình cũng phải kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!